Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ làm một món cũng hơi mất nhiều thời gian á, nhưng mà ăn sẽ ngon lắm nha. Ở đây có ai đã từng ăn món xá xíu chưa? Mình thích ăn món này lắm nên hôm nay mình quyết định làm tại nhà nè. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Đây là mình đang chuẩn bị nước sốt để chuẩn bị làm xá xíu nè. Một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, nửa muỗng tiêu, một muỗng xì dầu, một muỗng tương ớt và ngũ vị hương, thêm một muỗng dầu điều nữa nha. Mình sẽ để định lượng gia vị ở trên video này nha mọi người. Khuấy tan cái hỗn hợp gia vị này lên. Sau đó thì mình dùng cái nước sốt xá xíu của Jolly Mix gói màu xanh này nha mọi người. Một gói này tương đương với 500g thịt nha. Cái mùi nước sốt này thơm lắm luôn á. Hộp sốt đã tan thì mình cho thịt vào ướp. Massage miếng thịt này với sốt. Mình ướp trong khoảng 4 tiếng nha. Nếu ai mà có nhiều thời gian thì để qua đêm càng ngon nha. Nhớ là massage cho thịt và sốt thấm đều nha mọi người. Miếng thịt của mình sau 4 tiếng nè. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt vào nồi chiên không dầu như thế này. Mình sẽ up nhiệt độ là 160 cho 30 phút. Sau 30 phút của mình nè, miếng thịt lên màu rất là đẹp luôn. Nhưng mà chưa xong đâu nha, mình bắt lên một cái chảo dầu như thế này nữa. Cho hai miếng thịt này vào và rim ở lửa nhỏ nha. Nhớ là để lửa nhỏ, đừng để lửa lớn quá thì sẽ cháy nha mọi người. Sau khi chiên sơ qua dầu như thế này thì mình đổ cái sốt còn lại vào luôn. Mình để lửa nhỏ và rim trong khoảng 20 phút nữa. Ok, xong rồi nè. Mình để riêng ra một cái dĩa để ráo nha. Mọi người thấy có xuất sắc không? Hai miếng thịt của mình lên màu rất là đẹp luôn. Sau khi chờ thịt nguội thì mình sẽ làm nước sốt nha. Mình dùng lại cái chảo rim hồi nãy vớt hết dầu ra, thêm một xíu nước vào cái phần dưa của sốt, sau đó nấu lên cho nó sệt lạnh nữa là xong. Mình sẽ ăn xá xíu của bánh tráng nên mình có chuẩn bị một ít rau sống và dưa leo. Sau khi thịt nguội thì mình sẽ cắt ra làm lát như thế này. Cái mùi của xá xíu nó đặc trưng lắm nha, thơm nước mũi luôn á. Mọi người có thấy lát xá xíu của mình có ngon không? Xin mời tất cả mọi người ăn cùng với mình nha. Đúng của món này là phải cuốn bánh tráng Đại Lộc á, nhưng mà chỗ mình không có bán bánh tráng Đại Lộc nên mình dùng bánh tráng dẻo này luôn. Cho rau, dưa leo và xá xíu lên bánh tráng, sau đó thì chấm tất cả với nước sốt này luôn. Đúng món ruột của mình nên mình ăn rất là nhiều luôn. Mọi người muốn mình nấu món gì thì comment ở dưới nha. Bye bye.